Ô kìa, ba con rồi. Một con hút mật mái, bốn con. Đấy, tí nữa được một con hút mật đà đà bụng trắng rồi anh em ạ. Con này giỏi phết anh em ạ này, tự biết tháo keo luôn. Đấy, vừa đâu rồi. Ô kìa, sắp phá này. Dỡ ra cho nó lại anh em ạ. Mấy con kia ở bên ngoài sợ không dám vào luôn. Đây. Kéo cái này thì hỏng hết rồi. Dỡ ra từng con xem nào. Dính ba con thì hai con kia còn bay được, còn cái con này thì nó không bay được anh em ạ. Keo chơi vào cánh nó đây này. Con cuối cùng ở mép bên này này. Keo chơi cánh nó nên là cánh nó rụng hết không bay được, chắc là con này mình sẽ mang về nhà tạm thời là nuôi ấy thôi, khi nào mà cánh nó mọc lại thì mình sẽ thả nó đi. Ống mít thì nó cũng nuôi đơn giản mà, nhưng mà để mà cái cánh của nó mọc ra được thì chắc cũng phải tầm 1 tháng 2 tháng cơ. Chấp nhận thôi. Ok, hello, mình xin chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Buổi sáng hôm nay là mình di chuyển lên thăm cái bẫy cầy mà mình đã gài ở cây móc. Cách đây nếu mà tính ra thì cũng được 7 ngày rồi anh ạ. Được 1 tuần rồi. Mấy hôm trước thì mình không được lên thăm. Nếu mà dính thì cái khả năng cao là nó cũng phân hủy rồi anh ạ. Nhưng mà hy vọng là sẽ không dính. Hy vọng là sẽ không dính. Nhưng mà dính thì nó hẹo mất thì uổng quá. Nên hôm nay thì mình có mang theo cả keo. Đây này. Kèo vừa nãy bấy con ốc mít ý, di chuyển đến cái loại này, ốc mít với con à hút mật thì nhiều thôi rồi anh em ạ. Mình để ý ở khu vực này, hôm trước là mình lên gặp cái con chim sâu đỏ. Con chim sâu đỏ là cũng là một con mà rất là nhiều anh em thích nuôi. Kiểu như cái khả năng hót của nó biến hóa rất là ok, gọi là lão giọng ấy. Xong rồi nó cũng sung nữa, khi mà mình có mồi rồi mình mang lên bấy rất là ok anh em ạ. Đó thì mình mang theo cái keo này lên cắm thử. Nếu mà được thì mình bắt một con về làm mồi anh em nhé. Im xe. Đi chuyển lên loại trên đi. Ở chỗ này có hiện tượng chim nó về uống nước xong rồi nó đậu. Đậu ở cái chỗ này thôi rồi anh em ạ. Cái này mà gài bẫy vào cái chỗ này thì đảm bảo 100% là có hàng anh em ơi. Đây này. Phân mới, phân cũ. Nói chung là nhìn mấy cái phân này nó còn mới lắm. Cái này mà cho cái queo vào, keo vào. Đấy. Như thế này và kiểu này thì chắc chắn là 100% là có hàng. Đây, nó có cái khe nước. Đấy. Nước cái này là về tầm độ khoảng trưa là chim nó xuống uống rất nhiều luôn. Ui dồi, cái này. Cái này khéo khi nó ngủ đấy anh em ạ. Đây. Nó đậu ở chỗ này. Cái này có khả năng là nó về ngủ rồi. Trời ơi, con chim gì sao mà nó ỉa nhiều thế nhỉ. Đấy này anh em ạ. Khu trên này có cả chòi lửa cơ. Chòi lửa với cái con oanh nuôi trắng. Oanh nuôi trắng thì thôi rồi. Thấy nó cứ chạy chạy nhưng mà mình không kịp bấm máy. Kiểu như là nó đi nhanh quá anh em ạ. Nó có ra kiếm ăn ở mấy cái suối cái khe thôi.
Hình như đường này nó không nhỉ? Đường này nhỉ? Lên đường này đi, đường này gần hơn anh ạ. Ô, cái gì thế này? Lại là nấm ngọc cẩu. Đỏ đỏ tưởng là cái gì anh ạ. Cái này đẹp cực kỳ luôn này. Nấm ngọc cẩu. Con là con rẻ quạt. Ngày hôm lên là cũng hay gặp cái con rẻ quạt, nó hay hót. Nó hót nó múa ở mấy cái chỗ này, nhưng mà hôm nay lên thì vẫn chưa thấy con nào. Này, mình đã di chuyển đến cái gốc cây móc rồi anh em ạ. Thấy nó vị ăn rất là mới tinh luôn đây này. Nó vị ăn này anh em ạ. Đây này, vỏ mới. Cái này hình như là nó vừa mới ăn thôi. Này, vết cào này. Đây, mình trèo lên xem bẫy cho anh em xem này. Quá tiếc anh em ạ, không biết là cái dây phanh xe của mình nó đứt hay là có bát cào đến đấy mất của mình đây này. Vết cào đây. Dính rồi anh em ạ. Đấy. Mình gài một cái phanh xe ở chỗ này anh em nhé. Nhưng mà không biết là bây giờ được cả cái phanh xe xong rồi cả con trồn kia cũng không thấy luôn, con cầy kia này. Lông đây. Dính hàng khủng rồi anh em ạ. Quá tiếc luôn anh em ơi. Hình như là có bác nào lên lấy mất hay sao anh em ạ. Đây này, cái cây này trước là không có cái vết chặt ở dưới đâu. Hình như là có bác nào chặt xong rồi chặt không được thì họ trèo lên lấy luôn hay sao ấy. Quá tiếc. Con này nó quá khủng luôn anh em ạ. Xem cái vết cào, anh em xem vết cào này. Đây. Vết cào đây. Cái này nó dính rồi anh em nhé. Dính rồi nhưng mà mình đang không biết là do cái phanh xe của mình buộc không chắc hay là bị bác nào lên lấy mất nữa. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có người lên lấy, bởi vì cái này, tí nữa mình xuống quay cái chỗ loạn ở dưới kia có một cái vết chặt. Này, còn mấy cái này đây. Mấy cái này thì bị kéo vào thế này hết rồi. Cái này cũng thế, chỉ còn cái bên này là chưa bị kéo vào thôi. Quả móc thì vẫn còn thấy nó về ăn rất là nhiều. Hiện tượng nó về ăn đi. Tiếc thật sự luôn đấy các bạn ạ. Lần nào cũng bị hách. Chán thật đấy. Con này thì mình nghĩ là nó không được to mấy đâu. Xem cái vết cào này, nhưng mà cũng không biết được, nói chung là này, hình như nó dên cuốn ở cái chỗ loạn cái cành bên này này. Tiếc dã man con ngan. Cái này mình sẽ kéo lên luôn đi. Kiểu như là không được lên thăm ấy. Cái bên này mình sẽ kéo lên để cho nó gọi là gỡ ra hết anh nhé. Cái ấy của nó nè. Nếu mà nó tuột đi thì mình nghĩ là nó sẽ tha cả cái dây phanh kia đi. Nhưng mà dây phanh thì thường thường là nó sẽ không gọi là theo nó mãi đâu. Đến cái mức độ nào mà kiểu nó cởi ra được ấy, thì nó sẽ khắc là ấy ra được thôi.
Ok. Tiếc quá anh em ạ. Này, quả móc này. Quả móc vẫn lang rất là rộ luôn. Quá tiếc. Chán luôn anh em ạ. Cái này mình nghĩ chắc chắn là vẫn sẽ có nhiều con khác, nhưng không phải chỉ riêng mỗi một con mà nó dính bẫy kia đâu. Bởi vì vừa nãy lúc mà mình lên đấy, mình kiểm tra cái vỏ của nó là nó vừa về ăn, cách lây được khoảng 2 ngày, một ngày 2 ngày đấy thôi. Chứ còn cái dính kia thì cũng không biết là dính từ bao giờ. Này, vỏ là vỏ vứa về ăn này. Chán thật. Thôi xuống bẫy chim đi. Không có duyên ăn mấy cái món này đâu anh em ạ. Nói chung dính rồi mà còn bị hách mất. Mình nghĩ là chỉ có người đấy mất thôi, chứ không thể nào mà thuật tuột ra được. Làm gì mà cái phanh xe lúc mà mình quay cho anh em xem ấy, mình buộc mấy vòng thắt vào, không thể nào mà sổng được anh em ạ, trừ phi là có người lên đấy. Cái này cũng có lối con sóc lên này. Con sóc con lên theo cái này thôi rồi. Giờ chỗ này bẫy được một con chim sắc pháo. Ở đâu hai con anh em ạ. Lần đầu tiên mình bẫy chim sắc pháo mà dính hai con cùng một lúc kiểu này luôn. Rồi đây. Hai con luôn anh em ơi. Nó lủi nhau ấy. Một con bay về dính thế nào ngờ. Con kia lao về tấn công nó luôn. Bọn này. Có cả cái con chim hút bật bụng trắng là lạt bụng trắng, nhưng mà này kêu chít chít ở trên này nhưng mà chưa kịp dính. Hai con này về dính trước. Dưới con này ra trước anh em nhé. Được hai con này về nuôi cũng ok rồi. Sắc pháo này rồi, lông cánh đi hết rồi. Một con. Con này nữa nè. Con keo này ném luôn. Hai con cùng một lúc luôn anh em ạ. Quá đỉnh. Đến lúc mà mình kích cái con chim sâu màu đỏ này thì có một con chim không biết là chim gì, có nghĩa là toàn bộ thân của nó là màu nâu, còn cái đầu của nó màu đen, giống như kiểu con chim mà con chim đớp suối này. Con trên này không biết là con chim gì anh em ạ, chim xẹt 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 này. Hôm nào mình thử làm một chuyến dài ngày lên gài bẫy ở trên này xem là thu phục được những cái con chim gì lạ không em nhé. Bởi vì vừa nãy mình kích loa lên thì khi mà mình kích con chim sâu đỏ đỏ thì không có con nào vào, còn kích cái con chim sắc pháo thì các loại chim anh em ạ nó bay về. Đây, trên không biết là chim gì này. Cái cổ của nó còn có cái vệt xanh xanh nữa cơ. Đẹp phết. Mỏ ngắn chún. Hai con luôn. Cộng với một con ốm mít nữa. Ui anh ơi đi. Chim vi ăn quả này. Con khiếu anh em ạ. Đây, con khiếu màu anh em ạ. Có loại khiếu mà mình nuôi ở trong AV của mình kìa. Nuôi trong AV khiếu của mình này, nó bị ăn quả thì thôi rồi. Đây này. Đó anh em thấy rõ chưa? Khiếu màu. Cái này mà cắm keo thì
hết bài luôn anh em ạ. Đây, mình vừa di chuyển về tới nhà anh nhé. Bây giờ để mình mang mấy con chim hút mật của mình ra lồng và vào cám vào nó. Ở trên video của mình thì cũng có một số anh em hỏi mình là chia sẻ cái cách vào cám cho chim hút mật đi. Thì cái này thì mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà hình như anh em không kiểu như bỏ qua cái đoạn mình chia sẻ hay sao ấy. Thì nếu anh em nào biết thì cứ bỏ qua, cũng như là gọi là tua đi cho nó khỏi cái đoạn ấy. Nếu mà anh em nào chưa biết thì hoặc là biết rồi thì cũng thể xem thêm. Đó, thì để mà vào cám chim hút mật thì mình sẽ vào cám theo 3 công đoạn. Một là về là mình sẽ vào cám bằng cám xịt, hai là vào cám bột, ba là trộn cám bột với cám biên. Đó, theo 3 bước đấy. Thì đầu tiên là đây, cám bột thì mình giã ra xong rồi đổ vào cống. Xong rồi cho nước vào để cho nó thành cám xịt. Đó. Lấy cái gì khuấy khuấy lên để cho nó ấy ra. Rồi, ok, sau khi mình được hỗn hợp gọi là cám xịt rồi thì mình sẽ cho con chim hút mật của mình thò cái mỏ nó vào để cho nó hút thế này trước. Có nhiều con là nó sẽ hút luôn, có những con là nó chưa hút đâu, nên là mình phải làm sao để cho nó hút. Đây, con này hút rồi này anh em ạ. Đó, con này hút khỏe cực kỳ luôn. Rồi, ok, sau khi mà nó hút xong thì mình sẽ bỏ con cám vào trong này và thả chim vào thôi. Đơn giản mà. Anh em cứ để ý, tầm độ khoảng hôm nay thì vẫn cho hút cám xịt, ngày mai vẫn cho cám xịt như kiểu này. Xong rồi đến tầm ngày kia thì bắt đầu mình sẽ chuyển ra cho nó ăn cám bột. Có nghĩa là cái cám mình giã ra ấy, là mình sẽ cho đổ thẳng vào cái cống này luôn. Xong rồi cho một giọt nước nếu mà con chim của mình nó không chịu hút nè. Còn đâu như kiểu những cái con nào mà nó chịu gọi là nó liếm ý, nó liếm cám bột thì mình thôi, cứ để cho nó liếm. Cho nó liếm tầm độ khoảng 2 hôm. Khi mà liếm 2 hôm cảm thấy con chim của mình nó liếm tốt rồi thì mình sẽ bắt đầu trộn cho cám viên vào cái cám bột ý. Không thì nếu mà cái cám bột của mình hết rồi thì mình giã ra để cho cái cám viên nó thành mảnh nhỏ ra. Thì lúc đấy con chim nó sẽ hút, sẽ liếm. Và khi mà liếm chán rồi thì nó sẽ tự gắp lấy cái miếng cám viên thôi. Anh em hiểu ý chưa? Mình sẽ thả 2 con vào trong cái lồng này luôn nhé. Giang không có lồng nên là mình tí nữa mình chạy ra mua lồng thì cho tạm thời vào trong cái này trước. Chim mới về cái này nó chưa mổ nhau đâu. Sắp phá ở khu này thì được cái là bộ nó không được to, nhưng mà mỏ thì rất là mỏng. Có vẻ như là khá là siêng hót đây anh em ơi. Lấy áo lồng của cái con đi. À, một cái nữa là cái con chim này hút mật 5 màu của mình, bây giờ cái con mà mình bảo là không chịu ăn cám viên ý, là bây giờ nó biết ăn cám viên rồi anh em ơi. Đây, anh em nhìn cái lông của này, nhìn cái lông của nó này, nó ôm gọn nó thế này là ổn chưa. Cứ vào cám kiên trì tầm độ khoảng nếu phải tính ra phải được 1 tháng qua cái con này nó có ăn cám xịt thôi. Cám một có nghĩa là hôm nào cũng phải giã cám cho nó ăn khi mà mình cho nó ăn ý. Nhưng mà sau một thời gian đến tận thời điểm bây giờ được 1 tháng rồi thì cuối cùng nó cũng đã chịu ăn cám viên. Chưa thái lội, trời lạnh. Đấy, sao đấy kia? Con kia sao lại nằm bế ra sáng thế này? Ô, để nhé, hình như nó đang cuống lắm sao anh ạ. Rồi, ok, 2 em. Đẹp luôn. Chân nó dính keo. Đây, nó cứ dẫm. Keo thì nó không giống như kiểu cái loại keo mà mình bấy con chim sẻ đâu. Vì cái kệ nó vài hôm nó tự nhúng vào nước là nó sẽ tan hết thôi, cái loại keo này.
được cái như thế. Đây là mấy con chim mình đi bấy keo ở trên rừng ý. Nếu mà trường hợp lông lá của nó chưa rụng là chỉ cần mấy hôm thôi là nó sẽ tự gọi là hết cái keo kia đi. Còn đây là ống mít. Ui sởi ơi. Mất ly lời cánh thiên thần. Con này thì đơn giản, cho chuối vào thế là tự biết ăn thôi. Ốc mít thì nhiều con nó sẽ không biết ăn chuối. Thì đầu tiên mình về mình sẽ đút cho nó ăn. Sau khi mà nó tự biết ăn chuối thì lúc đấy mình mới vào cám. Đó. Tình hình là hôm nay là vẫn chưa bấy được cái con chim sâu đỏ. Thì chắc là để ý xem nếu mà khu nào mình nghe nó hót thì mình sẽ tiếp tục lên bấy. Chơi cái dòng chim kia thử anh em ạ. Ui, con này xấu quá. Tí chắc phải mang ra cho nó tắm anh em ạ. Oanh này. Nào. Là bây giờ mình sẽ cùng với anh Sơn sẽ làm một quả kèo gọi là giao lưu chào mào với gà rừng. Kèo thì là kèo của anh Sơn thôi, không phải là của mình, nhưng mà mình sẽ đi chung anh Sơn. Thì đây là một con chào mào này. Bây giờ mình sẽ mang cái con chào mào đi giao lưu, có nghĩa đi lổi lấy một con gà rừng. Ở đâu anh Sơn? Ở dưới hạt lót mang lên. Bây giờ thằng kia đang lên hay là mình xuống tận nhà nó? Đang lên, mấy người nửa đường. À, thôi đi nhỉ. Bây giờ đang là 4 giờ chiều anh em ạ. Lái đi. Uống rượu à? Không uống rượu đâu. Em lái cho ông này đi xe chợ lắm, chả khác gì. Đi. Rồi bây giờ để tí nữa mình cái đoạn kia thì mình quay cho anh em xem ý. Con đấy là lai em mấy rồi cả rừng ý? Con trống à? Con mái? Tưởng là mang con trà mái đổi con gà rừng mái. Bon ăn. Đổi cái em qua. Cái em một ra. Nó đang cái gần. Cái này nó chẳng có lông đéo. Con hết một phần này. Hả, tổ điểu á, đàn lên đấy. Ờ. Ai đúng phù là hà lót gì? Đâu xuống luôn lấu với con gà trọi kia thử anh Sơn. Đâu đâu, mang ra bên này đi xem cái con gà của em xem là nó có to hơn không. Đây, anh em mình vừa di chuyển về tới nhà anh nhé. Về tới nhà cũng khá là tối rồi ấy. Chắc là bằng nhau nhỉ. Đây là con hai con của mình như này. Hai con này ngắn con hơn. Nhìn nó ngắn con nhỉ. Ừ. Đây hai con mình mua về hôm trước này anh em ạ. Trùng hợp là hai con này với con mà anh Sơn giao lưu là cùng một bản luôn. Cùng một bản. Chủ nó cùng bản nhưng mà
cũng gần nhà. Gần nhà luôn, và cũng gọi là mang lên kiểu như đi bấy gà chung với nhau luôn. Trùng hợp thật. Con thì chân nó dài, chân cao, xong mình nó cũng dài. Về chăm đi, khi nào mà có giọng gái tốt thì lại lấy con của nó. Chủ yếu mình mua những cái con gà rừng về ấy, như là anh Sơn này, đầu tư về chủ yếu là để ghép sinh sản. Còn chứ còn bẫy thì mùa thì bận lắm anh ạ. Đang coi như là sáng thì sáng từ lên nương rồi, tối thì về không thấy mặt. Phải gọi là cái gì nhỉ? Đi từ lúc gà gáy về từ lúc gà chó nó ngủ rồi. Gà bận hái cà mà. Hết rồi. Nhạt lắm, phải chờ một thời gian nữa. Con này chưa chơi được đâu. F1. Tập gáy thì chắc gọi là tập gáy rồi. F1, F2 đấy không biết nữa. F1 nhưng mà mái chắc cũng không phải mái gì. Đấy. Thôi. Ok thì đó là quả kẹo mà cùng anh Sơn chạy ra ấy, cũng như là hôm nay là mình lên thăm cái bẫy chồn. Giờ được hai con hút mật đi kìa. Để cho anh em xem lại. Không biết nè. Ô, bị ăn chuối rồi. Này, hắn ta mổ chuối rồi này anh em ạ. Còn là sắp pháo đây. Nghe sắp pháo. Đây, đây quạt. Đấy, đấy, nhìn dài đòn phết đấy, dài này. Thì video của mình cũng phép dừng lại đây nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.